hôm nay mình sẽ bằng cách đếm bao lì xì nha, nha mấy bạn. Đây, Tết năm nay mình được quá trời người lì lì xì luôn mấy bạn. Các bạn thấy mình đã không? À, mà mình kiểm hết bao thì mình mới kiểm vài bao mà chắc mình gom hết lại. Mình nghĩ chắc được hơn 1 triệu các bạn. Thì mày đã không có vụ đó chứ. 1 triệu nhiều đó. Đâu? Đây là bao lì xì hình của mẹ hôm nay. Ông ngoại lì xì cho mình nha mấy bạn. Còn đây là bao lì xì hình hình của kia nè. Cái này có chữ Tết ở trên đó các bạn. Tết cái mặt trăng luôn. Còn đây là bao lì xì mà bà có lì xì cho mình nè. Có hoa nè. Có hoa màu đỏ trên này. Cái này khó phân biệt được. Thiếu. Đây, con mèo đây. Lì xì thì anh không thiếu. Nhưng chữ yếu là phải hoang. Lì xì thì anh không thiếu. Nhưng chữ yếu là phải hoang. Đó, cái này phải giáp bằng bài giáp luôn nha mấy bạn. Vui. Nó vui. Còn đây là chúc mừng năm mới này. Có hoa, có cạnh, có lá luôn. Còn đây có chúc mừng năm mới chữ sau luôn. Còn có đang chúc là tất thịnh vượng nè mấy bạn. Còn đây là cái hình có chữ tất là mấy xâm vầy. Còn đây là chúc mừng năm mới nè mấy bạn. Đó. Đây, đây có chữ phúc nè mấy bạn. Còn đây cũng chúc mừng năm mới luôn. Cũng có chữ phúc luôn. Đây là hai bao cha mẹ mình tặng mấy bạn. Kiểm nha mấy bạn. Các bạn mà để dành tiền không làm chơi gì thì bạn làm phước nha các bạn, chứ đừng có ăn chơi gỡ cảnh gì nha các bạn. Hồi nữa là mình sẽ nhét tiền vô đây, đợi mình kết thúc clip là mình sẽ nhét tiền vô con cù này là mình giàu lắm luôn các bạn, nhét vô chất đầy con cù luôn á mấy bạn. Bình thường người ta nuôi con heo mà này mình nuôi con cù luôn, bạn thấy đỉnh không nè? Bạn thấy tiền mình nhiều không? Chúc các bạn một mùa Tết vui vẻ nha. Và clip của mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Và xin tạm dừng tại đây nha mấy bạn. Các bạn đừng quên đăng ký cho mình, like cho mình, còn nhiều nhiều lượt xem cho mình, lóc như là cái ngày mà mình chúc Tết mấy bạn nha. Bạn nè, bạn nhìn nè, nhóc tiền luôn. À, hồi nữa là mình sẽ bỏ ra con cù nha các bạn. Còn giờ thì tạm biệt mấy bạn rồi. Và nhớ đăng ký cho mình, ủng hộ mình nha các bạn. Còn giờ thì bye bye.